Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo. Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn thân yêu đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Thành Audio. Và ngày hôm nay rất vui vì Quang Trường đang có mặt tại đường Lê Văn Lương nha quý vị, ấp 3 thuộc ở huyện Nhà Bè, quận 7 Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lắp đặt cho gia đình nhà chú Khang một bộ dàn âm thanh karaoke hết sức là tuyệt vời và rất là hot nha quý vị, cực kỳ hay trong cái tầm tiền. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị cùng đồng hành với Quang Trường nha. Chúng ta sẽ bắt đầu lắp đặt cái bộ dàn này và sau đó thì sẽ test sản phẩm quý vị này, thử tiếng music, tiếng karaoke, tiếng micro. Ok, và bây giờ thì xin mời quý vị cùng vào bên trong không gian bên trong này. Chúng ta sẽ cùng lắp đặt cái bộ dàn cho gia đình nhà chú Khang này nha. Đây thưa quý vị, tất cả là những cái sản phẩm cực kỳ hot trong thời gian qua. Chúng ta sẽ có một cặp loa, mã loa nằm cao cấp nhất của thương hiệu JBL KI512 quý vị này. Một chiếc cục đẩy công suất Crown T5 chính hãng nha mọi người. Và bên trên này chúng ta sẽ thấy đúng không ạ, sản phẩm rất hot, chiếc vang số cao cấp của thương hiệu Vatasa V6 Pro. Và chú Khang là cũng là một fan hâm mộ của hãng JBL nha quý vị. Chú đã quyết định chọn cái bộ micro JBL VM200 để đầu tư cho cái hệ thống dàn âm thanh của nhà mình. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ lắp thật nhanh, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu test nhạc và Quang Trường sẽ phân tích thật kỹ cái combo này cho quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nha. Thưa quý vị, là trong cái bộ dàn này thì chúng ta được trang bị một cặp loa rất là hot trong thời gian qua đúng không ạ? Cặp loa JBL KI512 nha quý vị. Với cái dòng loa này thì chắc chắn rằng với cái chất lượng âm thanh của nó, âm thanh 3 đường tiếng là một trong những cái mẫu loa cao cấp nhất của JBL hiện tại, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thu được một cái chất tiếng music và tiếng karaoke rất là hay nha quý vị. Đặc biệt là với những quý vị nào mà chúng ta dùng cho gia đình, chúng ta cần một cái chất lượng bộ dàn âm thanh 2 trong 1 này, vừa hát karaoke vừa nghe nhạc hay, thì có lẽ cái dòng loa JBL KI512 này sẽ không làm quý vị và các bạn thất vọng nha. Đặc biệt là trong thời gian qua thì tại Trường Thành Audio, không những chú Khang mà có rất nhiều khách hàng khác đều lựa chọn cho mình cái dòng loa JBL KI512 cho cái hệ thống giải trí gia đình nhà mình, và rất là quen thuộc với chúng ta trong thời gian qua đúng không quý vị. Nãy thì Quang Trường đã bóc hộp tất cả những cái sản phẩm này rồi. Với cái combo này thì chúng ta sẽ ghép với cục đẩy công suất đến từ thương hiệu Crown T5 rất nổi tiếng đúng không quý vị. Đây là hàng chính hãng và được Trường Thành bảo hành đến tới 3 năm quý vị này, và rất là nổi tiếng trong cái bộ dàn này của chúng ta. Không thể nhắc tới chiếc vang số cao cấp thương hiệu Vatasa Audio V6 Pro. Đây là dòng vang số chính hãng nha quý vị. Thương hiệu Vatasa rất nổi tiếng này, có đầy đủ hình ảnh nhà máy sản xuất cụ thể nha quý vị. Và chiếc vang số này thì nó là chiếc vang số thông minh, có 4 chế độ bên ngoài để chúng ta lựa chọn, và có phần mềm để quý vị và các bạn chỉnh trên điện thoại iPhone hoặc iPad, dễ hơn là dùng âm ly. Và nó được trang bị chip giải mã 32 bit quý vị nha, cho chất lượng âm thanh, music rồi hiệu ứng echo reverb cực kỳ hay. Và đây là cái mẫu vang số mà được rất nhiều khách hàng tại Trường Thành Audio lựa chọn nha mọi người. Và bên trên thì chúng ta sẽ được trang bị, thưa quý vị, đây là bộ đầu thu của bộ micro JBL VM200. Chú Khang rất là thích cái bộ micro này, cho nên chú đã quyết định là sắm cho gia đình mình một cái combo mà có bộ micro JBL VM200 này nha mọi người. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu test nhạc thực tế nha quý vị. Chúng ta sẽ thử một cái bản Bolero trên cái hệ thống dàn âm thanh hết sức tuyệt vời này. Và đặc biệt thưa quý vị là khi quý vị mua cái bộ dàn combo này tại Trường Thành Audio thì với cái hệ thống loa JBL
KI512 chúng ta sẽ được bảo hành lên tới 5 năm nhiều quý vị. Chế độ hậu mãi vô cùng tốt đúng không ạ? Chiếc vang số Vatasa V6 Pro được bảo hành lên tới 2 năm và chiếc cục đẩy công suất Crown T5 thì được bảo hành lên tới 3 năm. Thưa quý vị, vừa rồi thì qua trường với chú Khang, hai chú cháu đã lắp thêm cái màn tivi rất là mới của chú Khang nha. Và bật mí thêm với quý vị và các bạn, trong cái bộ dàn này thì chú Khang vẫn tận dụng, trước kia thì chú có một chiếc loa sắp Yamaha 515 nha quý vị. Đây là chiếc sắp Yamaha 515 chính hãng, chất âm cũng khá là tốt, đặc biệt là khi chúng ta kết hợp với một cái hệ thống dàn máy ngày hôm nay mà trở thành audio lắp đặt cho chú Khang thì vô cùng tuyệt vời luôn đúng không ạ? Và bây giờ quý vị và các bạn sẽ cùng trải nghiệm một cái đoạn ca khúc Bolero nha. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và bây giờ thì Quang Trường sẽ thử tiếng micro để cho quý vị và các bạn trải nghiệm nhé. Đặc biệt là trong tất cả những cái hệ thống dàn âm thanh karaoke gia đình thì không phải nhà nào chúng ta cũng chỉnh cái tiếng echo và reverb giống nhau nha quý vị. Cho nên với cái chiếc vang số Vatasa V6 Pro này thì đặc biệt là cái hiệu ứng echo và reverb của nó rất là nhẹ nha quý vị. Đây, như tay mic Quang Trường đang cầm đây. 6, 7, 1, 2, 5, 6, 7, 1. Quý vị có thể cảm nhận được nó rất là nhẹ. Và bây giờ Quang Trường sẽ alo thực tế nha. Với cái giọng hát của chú Khang ấy thì chú thích cái tiếng reverb nó nhiều một chút nha quý vị. Và cái tiếng echo ở mức độ repeat và delay vừa, không quá ngắn mà cũng không quá dài, thì chú hát chú cảm thấy rất là thích. Bây giờ Quang Trường sẽ alo và quý vị cùng cảm nhận. Khi chúng ta sử dụng cái hệ thống vang số chuẩn, chúng ta cài đặt setup chuẩn thì chắc chắn rằng nó không thể hú rít được nha quý vị. Please. 1, 2, 5, 6, 7. Alo. Alo. 1, 2, 5, 6, 7. Alo. Em ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Với cái chất tiếng của bộ micro JBL VM200 thì chúng ta có thể thấy được rằng là cái sự chân thật và trung thực âm thanh bắt micro rất là tốt nha quý vị. Đặc biệt là cái tiếng ra rất là thật. Với những quý vị nào mà chúng ta đam mê ca hát mà chúng ta có giọng khỏe một chút, chúng ta cần cái sự mộc mạc, thì có lẽ rằng là cái bộ micro JBL VM200 sẽ đáp ứng được cho quý vị và các bạn. Và khi chúng ta chỉnh chuẩn thì quý vị có thể cảm nhận nha. Quang Trường đứng rất sát loa này. 1, 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7. Âm thanh vẫn không rú và nó cho chúng ra một cái chất tiếng rất là tròn và chắc tiếng nha quý vị. Vừa rồi thì quý vị và các bạn đã đồng hành ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắp đặt một cái bộ dàn âm thanh cho gia đình nhà chú Khang. Rất là tuyệt vời nha quý vị. Với những cái thiết bị hot nhất trong thời gian qua, đặc biệt là những cái sản phẩm chính hãng như loa JBL KI512 quý vị này đúng không ạ? Chiếc cục đẩy công suất Crown T5 và chiếc vang số Vatasa V6 Pro và chiếc bộ micro không dây JBL VM200. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Trường Thành Audio trong suốt thời gian qua. Và đặc biệt là quý vị thấy video hữu ích thì hãy like, subscribe và share kênh ủng hộ Trường Thành Audio nha. Để đặt mua sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ với hotline của chúng tôi hoặc là truy cập vào cái gian hàng của chúng tôi trên hệ thống website chuyên nghiệp truyenthanhaudio.com. Quý vị hãy gọi điện tới số hotline là 0817365555 và 0586798888. Xin chào. Hẹn gặp lại toàn thể quý vị và các bạn trong video gần nhất. Trường Thành Audio, uy tín hàng đầu, âm thanh tuyệt hảo.